It is the 8th release of the VNU IS TV program in 2021, and I am Ngoc Anh. August came along with a variety of the activities covering the different aspects of operation at VNU IS. Let us review some highlights of our activities in the last month. On July 24, 2021, when Hanoi implemented Directive 16 CTTDG of the Prime Minister on social distancing, the institution entered a new period of complete online learning and working. However, switching to online operation has posed a number of difficulties, especially in the period of social distancing. Under such circumstances, VNUIS Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control had an extended discussion and decided to provide immediate support to its staff, lecturers, and students. For students who are studying online, VNUIS provides a financial support package for electricity, water, and internet supply to ensure good learning conditions at their home. In addition, the institution will continue to deliver textbooks to students' home and provide financial support for materials and textbooks for students in the English Foundation program. For its staffs and lecturers, VNUIS offers a financial support package for phone and internet usage during the online teaching and working period. The institution will attempt to speed up the progress of COVID-19 vaccination for foreign lecturers and international students. Last August, VNUIS lecturers and staff visited and presented gifts to more than 200 students staying in Hanoi under a difficult situation. These students faced many difficulties in their daily lives due to the implementation of social distancing in Hanoi. Understanding their worries, concerns, and difficulties, VNUIS lecturers and staff came to visit their home to encourage and offer gifts, including necessities and cash. The students were extremely happy to receive such encouragement from their lecturers, giving them more motivation to overcome difficulties and study better in the upcoming period. The international school is always by their side during this difficult time as well as in their academic journey ahead. From 2nd to 11th August 2021, VNUIS and Help University Malaysia co-organized an online exchange program for students of the dual degree program in marketing. The program consists of 7 online sections that provides great insights into students of both institutions, especially under the context of social distancing that Vietnam and Malaysia are undertaking to prevent the pandemic. VNUIS and Help students took part in a number of training workshops to enhance their academic skills. Aside from many interesting lessons delivered by Help lecturers, students from both sides also have the opportunity to talk, discuss, and interact with each other. They gave fantastic presentations about the culture and cuisine of their countries, along with an introduction of their university to their peers. In Vietnam, and something interesting. On August 17th, VNUIS organized the webinar COVID-19 Pandemic, How to Protect Yourself and the Community. The webinar is an activity of the VNUIS Young Scientists linked to provide necessary information about the COVID-19 pandemic to the staff, lecturers, and students. Under current situation, the best prevention measures against the pandemic include the 5K message, compliance, masks, disinfection, distant restriction of crowd, health declaration, timely vaccination combined with technology applications. Vaccines are the best way to prevent disease, as people who are vaccinated in case of infection are less prone to serious and deadly complications. On top of that, technology will make it easier to control the pandemic. This includes comprehensive health declaration, use of vaccination management platform, and online support for taking samples and returning test results. EcoEnd 2021 is a large-scale nationwide
environmental startup competition aimed at students from high schools, university, college, and academies in Vietnam who are interested in the field of entrepreneurship and environmental issues. With this name derived from ecology and economy, ECO and 2021 aims to foster the responsibility of environmental protection in connection with startups. This is an opportunity for young people to demonstrate their passion and talent, to turn their ideas into reality and express their views on the current environmental state of Vietnam. Tinh thần bảo vệ môi trường cũng như là những hành động nhỏ, những hết sức thiết thực. Reproject, cái tên nghe thật lạ. Reproject được tạo bởi 3 chữ R, reduce, reuse, recycle, đều là những... With the hope to connect its members and improve health for the fight against COVID-19, VNUIS Trade Union has organized new exercising sections every weekday morning. The sections started since August 4th with the participant of around 20 members. They have maintained regular practice every day from Monday to Friday. The practice time starts at 7 a.m., lasting for 30 minutes, and the exercises are changed every week. VNUIS Trade Union members have shown their enthusiasm and discipline unfazed by technical issues such as MS Teams or Wi-Fi network access. They are such trivial matters when you have serious determination for sports and encouragement from friends and colleagues. Last August, VNUIS Youth Union welcomed its latest member, the VNUIS Young Theorist Club, ISYT. This club is a place for young people with great passion in researching and exchanging theories and politics. In addition, VNUIS Youth Union also organized a wide range of meaningful and creative activities for its members. The Youth Union cooperated with functional office and departments to establish an operational team to support more than 200 students who are forced to stay in Hanoi, including international students who have great difficulties due to the ongoing pandemic. After 20 days of launching, Green Summer 2021 has witnessed its success with the project Playground for Children in Tân Sơn District, Phú Thọ Province, along with online classes designed for primary school children. On top of that, the online contests hosted by the Youth Union have received positive response and active participation of its members and students, fostering the bond and encouraging ISIS to overcome pandemic together. Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, việc trang bị năng lực làm việc của con người được đánh giá không chỉ trên kiến thức mà còn phải kết hợp cả kỹ năng mềm và thái độ trong khi làm việc, khi giao tiếp với mọi người. Trên thực tế, sinh viên tham gia phỏng vấn tuyển dụng thường chỉ gây ấn tượng với nhà tuyển dụng bằng bằng cấp, khả năng chuyên môn, kinh nghiệm làm việc. Thế nhưng, chúng ta nên biết rằng năng lực của con người được đánh giá trên cả ba khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Điều đó khẳng định rằng học không chỉ để biết mà học còn để làm việc, để chung sống và để tự khẳng định mình. Những năm gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng nhắc nhiều đến cụm từ kỹ năng, kỹ năng mềm và kỹ năng cứng. Trong chương trình VNUIS TV số 8 ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm, Bí thư đoàn, Phó trưởng Ban Hợp tác Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiến sĩ Trương Ngọc Kiểm sẽ cùng chương trình giải đáp thắc mắc vì sao cần phải rèn luyện kỹ năng mềm thật tốt khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Xin kính chào các quý vị khán giả của VNUIS TV. Ngày nay tôi rất là vui khi được là khách mời trong chương trình để cùng chia sẻ với các quý vị và các bạn về chủ đề cũng rất là thú vị liên quan đến vai trò tầm quan trọng của kỹ năng mềm. Trước hết, xin phép thầy cho biết kỹ năng mềm là gì mà nó ngày càng trở nên phổ biến và quan trọng đối với đời sống con người? Và kỹ năng mềm khác như thế nào so với kỹ năng cứng? Thực ra cái chủ đề kỹ năng mềm cũng là được rất nhiều các cái nhà khoa học, các tổ chức và cá nhân nghiên cứu. Để dễ hình dung thì chúng ta có thể chia làm hai cái nhóm gọi là kỹ năng mềm và kỹ năng cứng. Kỹ năng cứng trước thì là những kỹ năng mà liên quan đến kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ mà chúng ta có thể học được trên giảng đường đại học. Còn kỹ năng mềm thì ở một góc hiểu nào đấy thì nó là những kỹ năng về thực hành xã hội, là những kỹ năng mà chúng ta sẽ phải trau dồi trong suốt quá trình trưởng thành của bản thân,
ví dụ như là giao tiếp, ứng xử, kỹ năng làm việc nhóm, rồi những kỹ năng liên quan đến thảo luận, thuyết trình, vân vân. Thì trong thực tế thì người ta thấy rằng là càng ngày kỹ năng mềm càng có vai trò quan trọng đối với cả sự sinh viên cũng như sự trưởng thành của một cá nhân. Có những cái thống kê không đầy đủ thì người ta cho rằng là có khoảng 25% thành công của một con người đến từ các kỹ năng về nghiệp vụ chuyên môn hay còn gọi là kỹ năng cứng, và 75% thì nó đến từ các kỹ năng mềm. Đơn giản nhất là ví dụ như chúng ta có một cái hợp đồng với khách hàng như thế, thì cái nhiều khi quyết định hợp đồng được ký nó lại không phải phụ thuộc hoàn toàn vào cái những điều khoản của hợp đồng, mà nhiều khi lại thuộc vào phụ thuộc vào kỹ năng thuyết phục, rồi kỹ năng trình bày của người mang cái hợp đồng ấy đến với đối tác, hoặc là những kỹ năng làm việc nhóm. Mỗi một cá nhân là một phạm trù, đều có những tính cách và dấu ấn riêng. Do vậy khi trong một cái nhóm với nhau thì làm thế nào để cùng bàn bạc, cùng thảo luận, cùng thay đổi những cái quan điểm cá nhân để hướng tới mục đích chung, để đạt được kết quả cao nhất, thì đấy cũng là kỹ năng cần phải học. Thế thì trong thực tiễn ngày hôm nay, trong xã hội phát triển hiện đại, thì cái kỹ năng mềm ngày càng quan trọng. Khi mà mỗi cá nhân thì không thể nào làm được hết các cái công việc, mà rất là cần có những cái sự tương tác, cần có những sự hợp tác với các tập thể khác, các cá nhân khác. Do vậy là những cái kỹ năng xã hội thì ngày càng đóng vai quan trọng, và nó càng ngày càng có những vai trò quyết định đối với sự thành công và trưởng thành của một con người. Kỹ năng mềm có tầm quan trọng như vậy, theo thầy, các đơn vị đào tạo cần phải có kế hoạch để bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường hay không? Và các hoạt động đoàn hội có vai trò như thế nào trong việc bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên? Thực ra là như tôi đã nói ở trên, thì các trường đại học, các đơn vị đào tạo thì bao giờ cũng phải rất là cố gắng trong cái việc là trau dồi, rèn luyện cho sinh viên các cái kiến thức, năng lực để đáp ứng được kỹ năng cứng phục vụ cho nghề nghiệp sau này trong tương lai. Tuy nhiên thì do hạn chế về mặt thời lượng chương trình 4 năm hoặc 5 năm, rồi có rất nhiều những cái chương trình khung đã được phê duyệt. Do vậy là cái thời lượng dành cho kỹ năng mềm thì cũng thực sự là một vấn đề hạn chế. Không phải trường đại học nào, đơn vị đào tạo nào thì cũng đã chú trọng nhiều trong việc đào tạo kỹ năng mềm. Tuy nhiên thì ở Đại học Hà Nội thì chúng tôi cũng rất là vui mừng, bởi vì là sự nhận thức rất là nhất quán và thống nhất từ những cấp lãnh đạo cao nhất của Đại học Hà Nội đến tất cả các đơn vị đào tạo trong Đại học Hà Nội, trong đó có cả khoa quốc tế, thì cũng đã rất chăm lo cái câu chuyện là đào tạo, bồi dưỡng để giúp cho sinh viên tích lũy và rèn luyện, phát triển về phẩm chất, năng lực, tầm nhìn và kỹ năng, những kỹ năng mềm rất là cần thiết cho quá trình lập thân lập nghiệp sau này. Theo quan điểm cá nhân tôi thì một đơn vị đào tạo thì song song với quá trình đào tạo về kiến thức và kỹ năng chuyên môn thì cần có một cái lộ trình, bởi vì là chúng ta có thể ví dụ như trong 4 năm học đại học thì mỗi một cái sinh viên từng ngành thì đều nó có một cái chuẩn đầu ra. Chuẩn đầu ra đấy thì ngoài các yêu cầu về mặt kỹ năng nghiệp vụ về chuyên môn ra thì còn có các kỹ năng khác, kỹ năng về xã hội. Thì các đơn vị đào tạo thì cũng sẽ phải chia lộ trình. Ví dụ như là năm thứ nhất thì bồi dưỡng kỹ năng gì, năm thứ hai bồi dưỡng kỹ năng gì, năm thứ ba bồi dưỡng kỹ năng gì, năm thứ tư bồi dưỡng kỹ năng gì, để khi các bạn sinh ra trường thì có bên cạnh những kỹ năng về chuyên môn thì còn có những kỹ năng mềm để các bạn sớm hòa nhập, sớm thích ứng và sớm khẳng định và phát huy vai trò bản thân. Để thực hiện cái lộ trình này thì các đơn vị đào tạo thì cũng cần có một quá trình nghiên cứu chuẩn bị tương đối cẩn thận. Ví dụ như là để thiết kế những cái bài giảng, để thiết kế những chương trình thực hành cho từng loại kỹ năng. Ví dụ như là kỹ năng về thuyết trình nó không đơn thuần chỉ là nói đúng, nói đủ, mà còn là nói hay, nói hấp dẫn, mà còn có khả năng thuyết phục chẳng thế. Thì ngoài những vấn đề giảng lý thuyết thì cần có những cái môi trường rèn luyện để sinh viên được thực hành những kỹ năng đấy. Và Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên chính là một cái môi trường rất là tốt để sinh viên được thực hành những kỹ năng xã hội, hay nói cái khác chính là kỹ năng mềm. Ví dụ như là thông qua các hoạt động của thanh niên sinh viên thì những kỹ năng liên quan nói chuyện trước đám đông, những kỹ năng liên quan thuyết trình, kỹ năng liên quan quản lý tài chính cá nhân, rồi những kỹ năng tổ chức về lên kế hoạch, rồi những kỹ năng làm việc nhóm, vân vân, thì các kỹ năng đấy thì đều được thực hành thông qua hoạt động của đoàn. Ví dụ như là khi các bạn tham gia tổ chức sự kiện thì ngoài câu chuyện là bạn được thêm những kiến thức mới về tổ chức sự kiện thì các bạn còn có cơ hội được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm. Trong một cái team như thế thì cái team work thế nào,
cho nó hiệu quả. Hoặc là các bạn tham gia tổ chức sự kiện nhưng ở vai góc độ là xin tài trợ, vận động xã hội hóa nguồn lực chẳng thế, thì chính là các bạn đang rèn luyện kỹ năng về thuyết trình, rồi kỹ năng về thuyết phục người khác, rồi những kỹ năng liên quan đến quản lý thời gian, quản lý tài chính để một sự kiện thành công theo đúng timeline, theo đúng lộ trình và nằm ở trong cái khoản kinh phí cho phép. Thì tất cả những cái đấy thì đều được rèn luyện trong cái môi trường là đoàn thanh niên hội sinh viên. Do vậy có thể nói rằng là đoàn thanh niên hội sinh viên của nhà trường sẽ là một khâu để góp phần hoàn thiện sản phẩm đào tạo nhà trường. Ví dụ như là trong quá trình đào tạo chính thức thì nhà trường cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những kỹ năng để đáp ứng yêu cầu về nghề nghiệp trong tương lai. Còn đoàn thanh niên hội sinh viên cũng như các bộ phận chức năng công tác sinh viên thì sẽ giúp cho sinh viên được trau dồi hoàn thiện kỹ năng mềm để, như tôi nói lúc nãy, là để sinh viên sẵn sàng lập thân, lập nghiệp khi tốt nghiệp, rời khỏi cái trường đại học, thì không chỉ đơn thuần là nâng cao khả năng có việc làm sau tốt nghiệp mà còn là gì ạ? Các bạn khẳng định được bản thân, phát huy được bản thân và trưởng thành. Với các bạn sinh viên, theo thầy, các bạn cần có lộ trình tự rèn luyện kỹ năng mềm cho bản thân như thế nào khi còn ngồi trên ghế nhà trường? Cái vai trò kỹ năng mềm thì như chúng ta đã phân tích thì cái này không cần phải là không ai có thể phủ nhận được. Dạ. Thế tuy nhiên thì để rèn luyện và tích lũy kỹ năng mềm, hay nói một cách khác là tích lũy vốn sống, nó là cả một quá trình trải nghiệm. Với mỗi một người thì cái khả năng thích ứng, khả năng rèn luyện và trau dồi là khác nhau. Thứ hai là cùng một kỹ năng đấy thì mỗi một người thì có khả năng hấp thụ và ứng dụng nó cũng sẽ khác nhau. Do vậy là trong mà thời gian học đại học thì cái thời gian vật lý thì không đủ. Ai thì cũng chỉ có 24 tiếng một ngày và ai cũng chỉ có 4 năm học cho gần đấy thứ. Thì chúng ta cũng sẽ phải còn có một cái lộ trình cụ thể để có thể bên cạnh cái việc tích lũy các kiến thức chuyên môn thì cái việc trau dồi các kỹ năng mềm cũng rất là quan trọng. Và bản thân mỗi người thì cần phải có một cái lộ trình thực hiện. Ví dụ như là có những bạn mà cảm thấy mình cần thiếu tự tin, mình cần trau dồi hơn cái khả năng tự tin như thế, thì chúng ta có thể mạnh dạn đăng ký hoạt động của các câu lạc bộ, rồi thì tham gia hoạt động tập thể để cho mình xóa đi được những cái thiếu tự tin hoặc là những cái nhút nhát hoặc những cái rụt rè. Hoặc là như có thể mình đã có tự tin rồi nhưng mình muốn trau dồi các hoạt động liên quan đến ví dụ như là các kỹ năng làm việc nhóm hoặc là chuẩn bị những cái kỹ năng khác, thì chúng ta có thể tham gia rất nhiều hoạt động khác. Ví dụ như là ở Đại học Hà Nội thì có rất nhiều những cái hoạt động để cho tổ chức cho sinh viên để phát triển tầm nhìn. Ví dụ như các cái chương trình liên quan đến các bài nói chuyện đại chúng của các nhà khoa học lớn, hoặc là các cái doanh nhân thành đạt, hay là những chính trị gia, hay là những người nổi tiếng nhận thế. Thì thông qua các cái buổi nói chuyện đấy thì sinh viên sẽ học được cái nhân sinh quan, thế giới quan, một góc nhìn sự vật hiện tượng của một người khác mà ít nhất là họ đã thành công trong cuộc sống. Thì khi mà mỗi một bạn sẽ phải tự xác định cho mình là mình cần cái gì, mình thiếu cái gì, mình cần rèn luyện cái gì, thì trong suốt 4 năm học đại học chúng ta chia nhỏ ra, chứ không kỹ năng mềm nó không phải là như một cái bữa ăn mà mình ăn no xong là thôi. Vâng. Mà nó cần phải có quá trình tích lũy và rèn luyện lâu dài. Ví dụ như là bên cạnh vấn đề lý thuyết thì còn có cả những vấn đề thực tiễn. Ví dụ như ở Đại học Hà Nội thì có cung cấp các cái khóa đào tạo liên quan đến kỹ năng mềm theo hình thức trực tuyến, rồi có những cái lớp đào tạo bộ kỹ năng mềm mà miễn phí cho sinh viên. Thì nhưng nó là vấn đề lý thuyết, còn sinh viên cần tham gia các hoạt động rất là phong phú ở trong trường đại học để rèn luyện kỹ năng mềm. Một số đơn vị trong Đại học Hà Nội thì đã có tiến hành một cái chương trình rất là hay liên quan đến hồ sơ thực tập, một cái hồ sơ về kỹ năng mềm cho sinh viên, ví dụ như là các cái profile khi bạn tham gia các hoạt động tập thể, các bạn rèn luyện được kỹ năng nào và các bạn đều có cái certificate cho việc đấy. Và khi các bạn tốt nghiệp thì với 4 năm học đại học thì cái tập profile bên cạnh các kiến thức về chuyên môn thì có một cái tập liên quan đến chứng nhận cái việc mà rèn luyện tích lũy kỹ năng mềm của sinh viên, nó cũng rất tốt. Nó là một cái bộ hồ sơ rất thuyết phục cho nhà tuyển dụng để các bạn ứng tuyển các vị trí công việc khác nhau. Đồng thời thì khi nhìn vào profile đấy thì các bạn cũng biết rằng là mình đã rèn luyện được cái gì và mình cần rèn luyện thêm cái gì. Bởi vì tôi nhắc lại một lần nữa rằng là thời gian vật lý thì giống nhau, nên là cái quá trình mà tích lũy, cái quá trình hoàn thiện của từng bản thân là khác nhau. Do vậy nó sẽ quyết định một con người sau này cái khả năng thích ứng, phát triển ở trong tương lai nhiều hay không phụ thuộc vào cái quá trình rèn luyện tích lũy ở trong quá trình đại học. Và tránh tình trạng là một người ăn sổi hoặc là tập trung quá nhiều vào giai đoạn cuối, năm cuối mới rèn luyện, mà cần phải chia nhỏ ra ngay từ năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba. Bởi vì những năm cuối thì cái kiến thức chuyên môn thường rất là nhiều, thì cái thời gian dành cho tích lũy kỹ năng mềm có thể sẽ ít hơn.
Thế nhưng mà những cái quá trình năm đầu tiên thì bắt đầu mình hòa nhập với cuộc sống ở dần ở đại học, mình hòa nhập với các bạn sinh viên từ khắp nơi đến, trong nước cũng như là nước ngoài đến với trường mình, thì cái quá trình đấy cũng là quá trình phải tích lũy kỹ năng từ đầu. Rồi trong suốt năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư thì chúng ta sẽ tích lũy dần thêm các kỹ năng. Và cái việc mà khả năng có được những công việc phù hợp, những công việc mà phát huy tốt tối đa cái sở trường, cái năng lực của bản thân để chúng ta khẳng định mình và có những cơ hội phát triển, nó phụ thuộc rất rất nhiều vào kỹ năng, kiến thức chuyên môn mình có và cả những cái kiến thức và kỹ năng về mềm mình có và tích lũy trong quá trình đại học. Xin trân trọng cảm ơn thầy về những chia sẻ đầy bổ ích và lý thú. Trân trọng cảm ơn VNU ISTV đã cho tôi có cơ hội được giao lưu với cả các bạn sinh viên của khoa quốc tế. Cũng rất là mong là trong quá trình học tập và rèn luyện tại khoa quốc tế của Đại học Hà Nội, một trong những môi trường trẻ trung năng động, thì các bạn sẽ được rất nhiều những kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ rất là tốt, cũng như là được đắm mình trong các hoạt động của thanh niên, sinh viên để tích lũy và rèn luyện kỹ năng mềm cho bản thân. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. It is the end of the 8th edition of VNU ISTV. See you in the 9th edition in September. If you have any comments or suggestions, please send them to truyenthong@ivnu.vn. Thank you and see you again.